Bộ ba đầu tiên mà mình muốn nói tới là bộ ba quái thú nổi tiếng nhất trong thế giới Yu-Gi-Oh, đó chính là bộ ba thần Ai Cập. Tất cả đều thuộc tộc và hệ độc quyền, đó là tộc Divine Beast và hệ Divine. Vị thần đầu tiên đó là chiến binh khổng lồ mang trong mình sức mạnh vĩ đại, cự binh thần Obelisk, hay còn được gọi với cái tên Obelisk the Tormentor. Chỉ số tấn công và phòng thủ của thần Obelisk là 4000. Quái thú này chỉ có thể được triệu hồi bình thường bằng cách hiến tế ba quái thú trên sân và không thể được triệu hồi bình thường ở trạng thái thủ ấp. Việc triệu hồi bình thường của quái thú này không thể bị ngăn chặn, trong khi được triệu hồi bình thường, lá bài và hiệu ứng không được phép kích hoạt. Thần không thể bị chọn làm mục tiêu bởi hiệu ứng quái thú, ma pháp hay là cạm bẫy. Mỗi lượt một lần, vào cuối lượt khi mà thần được triệu hồi đặc biệt lên sân, nó sẽ bị gửi trả xuống mộ. Bạn có thể hiến tế hai quái thú trên sân mà bạn điều khiển để tiêu diệt toàn bộ quái thú đối phương. Obelisk sẽ không thể tấn công trong lượt đó. Vào thời điểm bây giờ, nhiều người cứ thích nói câu là thần không mạnh như mọi người nghĩ đâu, nhưng theo mình thấy, thật ra thì thần chỉ không hợp với format meta hiện tại mà thôi. Không thể so sánh một lá bài riêng biệt với một bộ bài được xây dựng kỹ lưỡng và chặt chẽ được, đúng không nào? Chứ còn xét về nhiều khía cạnh, thần vẫn còn mạnh chán.